bộ phim kể về công tử ăn chơi lêu lỏng vì thiếu tình thương từ cha mẹ và cô gái sát thủ khao khát được tự do để tìm kiếm bí kíp võ thuật uy lực lớn từ cung môn môn phái có nhiều bí kíp ám khí thuốc độc hiếm có mà tổ chức sát thủ nổi tiếng vô phong chưa thể đối phó được vô phong cử các nữ sát thủ giả danh các tân nương trà trộn vào để âm thầm làm nội gián trong đó có nữ sát thủ vân vi sam lấy danh của người khác để trà trộn vào các tân nương mục đích đưa tin tình báo ra ngoài cho vô phong để đổi lấy thuốc giải phi vụ này của cô đánh đổi cả mạng sống và cô được vô phong trả tự do nếu nhiệm vụ được hoàn thành tuy nhiên tại đây cô gặp công tử vũ anh chàng công tử không được trọng dụng do thói chơi bời lêu lỏng tuy nhiên sau một đêm cha và huynh của mình qua đời mà anh phải đột ngột trở thành người đứng đầu cung môn với nhiệm vụ bảo vệ người trong cung môn với năng lực của mình anh không được công nhận của mọi người anh bị ép buộc phải trải qua các thử thách để trở thành người đứng đầu bí kíp võ thuật của cung môn không được phép truyền ra ngoài và chỉ có một mình người đứng đầu có thể khởi động nó do đó để lấy được môn bí thuật cao cường này mà xảy ra không ít mất mát và có cả người mà anh không thể ngờ tới